Chào mừng anh em trở lại với channel của mình anh em. Đây, mình là Xuân Trúc Peter đây anh em ơi. Đây, và trước mắt anh em là một con tai nghe Bluetooth anh em ơi, một con tai nghe Bluetooth gaming anh em ơi. Rất là dễ thương và rất là nhỏ gọn anh em. Anh em nên mua một cái về anh em ơi. Link mình có để phần bên dưới mô tả anh em. Anh em nhấp vào anh em mua về anh em xài thôi anh em ơi. Giá chỉ có 439.000 thôi anh em ơi. Đấy, và để trong cái hộp anh em. Đấy, khá rất là xinh xắn anh em ơi. Đấy, và cái tai nghe này là công ty gửi cho mình anh em. Đấy, giá chỉ 0 đồng thôi anh em ơi. Gửi cho mình, đấy, review cho anh em xem thôi anh em ơi. Đấy, và bây giờ mình bắt đầu khui nhân vật chính của mình anh em. Đấy, đấy anh em thấy không? Trời ơi, để màu hơi xám anh em, mà tự nhiên trong hộp màu xanh dương trời. Đây, khá rất ngon anh em. Đây, và bên trong có cái cục sạc anh em. Đây, ây da, thôi dục qua bên hết đi anh em. Đây, bây giờ khám phá nhân vật chính của mình thôi anh em ơi. Đấy, rất, đấy anh em thấy không, rất là nhỏ gọn anh em, rất là đẹp nữa anh em ơi. Đây, và anh em mở lên nè. Đây, anh em kéo ra anh em. Đấy, đấy, mở lên là nó bật cái Bluetooth luôn anh em, có đèn này, nó bật anh em. Đây, anh em chỉ cần bật máy lên anh em kết nối thôi anh em ơi. Đây, cũng giống tai nghe của iPhone vậy thôi anh em ơi. Anh em không có tiền mua iPhone giá tới 2 triệu, 4 triệu gì đó anh em. Đấy, thì anh em mua cái này về thôi anh em, có 400 ngàn anh em. Đây, mua về cũng xài, cũng khá rất ngon anh em. Xài cũng tầm được khoảng là 2-3 tiếng gì đó anh em ơi, cũng lâu anh em. Đây, và đây ở dưới thì có cái cổng sạc anh em, cổng sạc Type-C anh em ơi. Đây, và mình quay hơi mờ anh em, quay ơn cực thiệt. Đây, đây nhìn cũng khá rất đẹp anh em, hai cái luôn anh em. Đấy, mở đây, kéo lên là nó bật anh em thấy không? Nó bật Bluetooth anh em. Đây, và nhân vào đây để vô là nó đang sạc về anh em. Đấy, rất hay anh em. Đây, và bây giờ mình sẽ, đây, bắt đầu mình test thử anh em. Đây, kết nối xong và mình vừa quay clip và mình vừa nói chuyện coi anh em nó thu âm có chuẩn không anh em. Đây, bây giờ mình xin phép mình chuyển video thôi anh em ơi. Đây, anh em ơi, và mình đã đeo thử anh em. Thấy cũng khá rất là ngon anh em. Và mình cũng test thử qua rồi anh em ơi, thu âm rất là chuẩn luôn anh em ơi. Đấy, anh em nhìn nè, trời ơi, đeo rất là, nhìn đeo vô nhìn thấy bảnh liền luôn anh em ơi, rất là đẹp trai luôn anh em. Đấy, anh em cứ nhấp vào phần link bên dưới mô tả anh em, anh em mua về cái về xài anh em ơi, giá tầm khoảng và 439.000 thôi anh em ơi. Đấy, và bây giờ mình sẽ test thử anh em. Đấy, vừa chơi game và vừa thu âm coi nó chuẩn như thế nào anh em. Đây, vào đánh liên vân, đánh 33 thôi anh em ơi, đánh kia lâu quá anh em. Đấy, tạm thời đăng vô anh em ơi, rồi tắt tiếng cái đi anh em. Đây, để tầm nhiêu đây thôi, nhiêu đây thôi anh em ơi. Đa số sợ tiếng liên vân nó lớn hơn tiếng mình nói anh em, nên mất công anh em nói bình luận nghe không rõ nữa anh em. Đấy, chưa test qua là nên để tiếng liên vân bao nhiêu nữa trời. Thôi, để nhiêu đây thôi anh em ơi. Đây, bây giờ mình sẽ đánh thử cái chế độ 33 trận cho anh em xem anh em. Vô thành mấy con gà chơi anh em ơi. Đấy, hy vọng là vừa tiếng game vừa tiếng thu âm mình chuẩn anh em. Đây, vô hành mấy con gà cho anh em xem nè anh em, top silica anh em. Trời ơi, trời ơi, pick cũng lâu nữa anh em. Đây thiệt chứ. Đây đây đây, đang vô anh em ơi. Silica anh em. Đấy, mình tính làm clip 15 phút anh em mà nó dài quá anh em ơi. Đây, nên làm clip đánh 33 thôi anh em ơi, cho nó ngắn lại chút anh em.
Với lại đánh ba ba cũng ham nữa anh em, vô hành ta thấy ham luôn. Ê, xin phép hò một cái đi anh em. Trời ơi, AFK vậy trời. Chưa đánh nữa AFK chứ rồi, chấp luôn. Chấp. Hai đánh ba luôn. Kệ chấp. Hai đánh ba. Trời lâu dữ vậy ta. À, vô về rồi, vô. Natalia đang vô. Trời ơi, thấy vô rồi anh em ơi. Chào mừng đến bình nguyên vô tận. Đấy, hành ngộ không mới được. Đội xông lên. Đây, 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 đây. Cái gì chứ? Live stream gì vậy mày? Hay quá. Ôi. Không có ai ăn gần bên mình luôn trời. Natalia thật thôi. Về cái đi. Đây có chiêu cuối nè. Hành đi, hành đi, hành đi. Đây hành nè, hành nè. Hành nè, hành nè, ăn hành nè. Ăn hành nè, ăn hành nè. Cái gì vậy? Trời ơi, lắc nữa. Đánh đánh lắc, khó chịu quá nha. Trời ơi. Hành ngộ không, hành ngộ không. Gì vậy? Sao lắc nữa ơi? Thôi. Lên ăn gần nó. Chết rồi, chết rồi. Mấy chú chơi kiểu này chết với em rồi. Em sắp xong rồi. Đang ăn mà. Rồi. Rồi rồi ngủ không. Tu lên. Thôi, lên ăn gọng. Rồi. Đấy, tụi bay ăn hành đi. Rồi ăn hành đi. Thôi win cho rồi luôn đi anh em ơi. Rồi. Thôi win luôn đi anh em ơi. Nghỉ rồi. Win sớm đi, mất công. Chơi gì nữa đâu. Đây. Đã nói top CJK rồi. Vào cho tụi bay ăn hành thôi. Đây. Đây triple kill nè anh em. Đây anh em thấy không? Top nè. Hiện tại top 64 Silica nè. Đây và video của mình xin tạm dừng tại đây thôi anh em ơi. Đây và đây, anh em muốn mua tai nghe thì anh em nhấp vào phần link bên dưới mô tả anh em mua về thôi anh em ơi. Giá chỉ có 349 ngàn nè. Đây và thu âm rất là chuẩn luôn anh em. Mình bảo đây, bảo đẹp cho anh em luôn anh em ơi. Đấy, anh em mua về không vừa ý là anh em vào chửi mình đi anh em ơi. Có link Telegram, tele gì ở bên dưới anh em. Đấy, cứ vào liên hệ mình anh em. Thôi, chào tạm biệt anh em. Chúc anh em một ngày vui vẻ anh em ơi.